cầu 18 tại ngã ba Đồng Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh, đã sống mãi cùng non sông đất nước và trái tim của mỗi con người Việt Nam. Kính thưa quý vị, trong buổi lễ kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ do Hội Tân Đào tổ chức hôm nay, top 5 nữ thành viên chương trình Không gian văn hóa Việt tại Cộng hòa Liên bang Đức vinh dự được tái hiện hình ảnh sinh hoạt chiến đấu của 10 nữ chiến sĩ anh hùng đã góp phần làm nên trang sử vàng của dân tộc Việt Nam. Sau đây là hoạt cảnh Cúc ơi em ở đâu, với sự gian dựng của biên đạo múa Đoàn Thanh Hải và tiếng hát của cựu quân nhân Lê Xuân Đỉnh. Xin phép được bắt đầu. Diệt cá để chúng con cải thiện. Bom đạn của chúng có thể làm rung chuyển núi rừng, nhưng không thể làm rung chuyển được những trái tim của chúng con. Phần em bỏ đôi má đau thơ thần, giữ buồn xuân hỡi buồn nhà năm gian thông, thấy con cùng mẹ sao ruộng rèn nó có kẻ đã đau đớn mẹ chưa đau ruột tâm thương thật mình gian Thank you.
liệt, nhưng bọn con vẫn tập được nhiều bài hát mới. Quyển sổ tay mẹ gửi chào nó đã gần hết rồi. Mẹ gửi thêm cho con những giấy. Mẹ mới về thăm mẹ đó, mà sao con thấy nhớ mẹ quá. Con mong mẹ giữ gìn sức khỏe và đừng lo cho con nhiều. Mom.
Một lần nữa, thay mặt cho ban tổ chức xin cảm ơn sự quan tâm của Không gian Văn hóa Việt với một màn mùa biểu diễn quá tuyệt vời của 10 cô gái đồng lộc. Và chúng tôi cũng xin tiết lộ với quý vị là cách đây 2 ngày thôi, đó là ngày giỗ lần thứ 50 năm của các cô gái ngã ba đồng lộc. Một lần nữa xin gửi lời tri ân. Đội tiêu binh chú ý, bỏ qua lâm phía trước, mời các đồng chí rước vòng hoa có dòng chữ đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ về phía trước. Kính thưa các vị đại biểu, kính thưa các vị khách quý, kính thưa các đồng chí cựu chiến binh, cựu quân nhân, thân nhân gia đình thương binh liệt sĩ, thưa bà con và các bạn, hôm nay hòa cùng không khí kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ của cả nước, nơi cách xa tổ quốc hơn 9.000 cây số, nơi những người con đất Việt xa quê hương đang sinh sống, chúng ta cùng hội tụ nơi đây trang trọng tổ chức lễ kỷ niệm 76 năm ngày thương binh liệt sĩ nhằm tri ân các anh hùng liệt sĩ và các thế hệ người Việt Nam đã hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nam trong các cuộc chiến tranh giữ nước hào hùng của dân tộc.
vì sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam thân yêu. Hòa cùng với nhiều hoạt động trong dịp này trên đất nước, đây là dịp để chúng ta giáo dục cho thế hệ con cháu chúng ta về lịch sử, về lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc, về ý thức trách nhiệm đối với cộng đồng trong đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Đó là truyền thống quý báu của người Việt chúng ta hàng có. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban tổ chức, xin nhiệt liệt hoan nghênh các đồng chí cựu chiến binh Việt Nam, các cựu quân nhân, thương binh, thân nhân gia đình thương binh liệt sĩ, các tổ chức hội đoàn và bà con đã có mặt ngày hôm nay tại đây để chúng ta tham dự lễ kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ Việt Nam, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2023. Cùng nhau tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ và đồng bào của chúng ta đã hy sinh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam thống nhất đất nước. Chúng tôi xin nhiệt liệt đa dạ và chào đón sự có mặt của Thượng tọa Thích Pháp Nhất và Phật tử chùa Phật Đà Berlin. Đại đức Thích Tông Đạt và Phật tử chùa Phúc Lâm Großkreuz Potsdam. Đại đức Thích Từ Phước chủ trì tu viện Tuệ Quang Praha Điệp Khắc. Lưu sứ Bích Ngọc Huyền Thích Lan, chủ tịch Hội Văn hóa Phật giáo thành phố Erfurt, ủy viên Ban Phật giáo châu Âu thuộc Ban Phật giáo quốc tế Giáo hội Phật giáo hội Việt Nam. Đồng chí đại tá Vũ Tuấn Minh, trưởng phòng thủy binh quân sự Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức. Bà Nguyễn Hồng Nhung, trưởng ban công tác cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức. Ban chấp hành Hội cựu chiến binh Việt Nam toàn Liên bang Đức. Ông Dương Duy Tiến, chủ tịch. Ông Văn Tất Thắng, phó chủ tịch và các đại biểu Hội cựu chiến binh Westsachsen. Ông Đinh Đức Bình, chủ tịch và các đại biểu Hội cựu chiến binh Việt Nam rất rèn An Hải. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, chủ tịch và các phó chủ tịch Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Văn Ngọc cùng các đại biểu Hội cựu chiến binh Việt Nam tại Berlin, Brandenburg. Chúng tôi xin nhiệt liệt chào mừng lãnh đạo các hội đoàn người Việt Nam, các câu lạc bộ, các doanh nhân, doanh nghiệp người Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức. Bà con người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức, trong đó có các cháu thế hệ thứ hai, thứ ba sinh ra và lớn lên tại Đức cũng có mặt trong buổi lễ trọng đại này. Chúng tôi xin chào đón các phóng viên của Thông tấn xã Việt Nam, của VTV4 truyền hình đối ngoại Việt Nam, tất cả các phóng viên báo cộng đồng, phóng viên Nguyễn Huy Thắng, phóng viên Quỳnh Nga, phóng viên Lê Việt Nam đến từ Giác Rẻ Nan Hai đã ghi những thước phim và những tấm hình tuyệt vời cho buổi lễ cầu siêu ngày hôm nay. Xin trân trọng quý vị. Thay mặt cho ban tổ chức, kính mời toàn thể các vị đại biểu và tất cả các đồng chí cựu quân nhân cùng với bà con chúng ta đứng dậy chuẩn bị làm lễ chào họ. Trưởng ban tổ chức lễ kỷ niệm 76 năm ngày tri ân các anh hùng liệt sĩ, báo cáo với chủ tịch, tất cả quân số đã sẵn sàng, quân phục chỉnh tề, xin chờ lệnh đồng chí. Được, đồng chí tiếp tục. Rõ. Thank you.
để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, các thế hệ người Việt Nam đã hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Một phút mặc niệm bắt đầu. Xin cảm ơn tất cả các quý vị đại biểu, các đồng chí. Xin mời các quý vị khách và bà con chúng ta ăn vào. Lưu tâm của tất cả các quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Trân trọng kính mời Thượng Tọa Thích Pháp Nhẫn, Đại Đức Thích Thông Đạt, Đại Đức Thích Tử Phước, Cư Sĩ Bích Ngọc và các chư tôn Phật tử lên chủ trì lễ cầu siêu. Xin kính mời quý vị. Mong rằng tất cả bà con chúng ta cùng với quý thầy đứng dậy trang nghiêm để làm lễ và cùng dành một cái năng lượng tốt đẹp nhất, an lành nhất để cầu nguyện cho chư anh hùng nghĩa sĩ có mặt trong lễ đàn này được siêu thoát cũng như độ trì cho dân tộc ta luôn luôn hòa bình ấm no, bà con ta luôn được bình an hạnh phúc. A Di Đà Phật. Xin được bông là để đây luôn đó, anh là chị để bông một bên nha. Bên
thiên sở tâm mà thiên tâm đừng lời nhân thiên văn giới hoàng tâm diên diệm tội theo kiến Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bằng đêm nó bằng đá nó bằng đá già ta già ta nghe thầm mà vương nghe cười hoa liếng ngày tan đất
có chất ngày kia ăn tương hiểm chế ăn hồng liệt khi Tông ma triều tình.
biển đó liệt sĩ anh hùng. Liệt sĩ từ đặt công đến hải lục không quân pháo binh trinh sát chư vị anh hùng từ bắc đến nam từ hải đảo đến cao nguyên rừng liệt triệu tinh liệt sĩ Trương Đa liệt sĩ Phạm Thị Dung liệt sĩ Nguyễn Đồng Sử Nguyễn Đồng Sĩ liệt sĩ Nguyễn Đồng Lê Phạm Văn Tiến Bùi Huy Thục Nguyễn Hồng Kỳ Đỗ Xuân A Thơ liệt sĩ Nguyễn Kiện Chính Hoành tân phong tình việc thì nguyện đồng giáo nguyện văn linh nguyện người con việc thì cần nghĩ sâu liên tam phạm văn kinh việc thì nguyện thì việc thì chương văn lâm liệt thế đưa tình mình liệt sĩ đăng trân văn liệt thế đông văn điều liệt sĩ Nguyễn Công Minh liệt sĩ Ngô Văn Bản Lê Văn Ngọc Nguyễn Văn Nam liệt sĩ Trương Anh Tú liệt sĩ Ngô Văn Ái Nguyễn
ông hầu phạm hoàng ân tiệt sĩ quyền thế phong các tam mẹ kéo tình liệt nghề sĩ quyền nghề văn khiêm nghề kiêng liệt sĩ ông hy sinh tại ngã ba đông lục liệt sĩ lễ công mười ba liệt sĩ cân mặt thông liệt sĩ nguyện tiếng lễ liệt sĩ lễ văn hồng liệt sĩ vui công ruộng liệt sĩ hoàng văn kêu liệt sĩ trần hữu điểm liệt sĩ nguyện quang hầm yêu tình liệt sĩ đinh hữu quang liệt sĩ lê văn dương liệt sĩ nguyễn văn gia liệt sĩ lê thanh vương liệt sĩ lê xuân thiệu liệt sĩ lê đình lưu liệt sĩ đà vũ đình văn liệt sĩ đặng văn hường liệt sĩ bùi văn bưởi liệt sĩ trần văn ai đăng liệt thì lê trung hân liệt thì lê gia đạt liệt thì vũ mạnh thắng liệt thì lê xuân thượng liệt thì cân trung lược liệt thì phạm văn chính liệt đi cần quang thắng liệt đi phạm xuân thọ liệt đi mai văn thắng triều đình văn phòng liên sĩ nguyễn trung phong liên sĩ nguyễn văn chính liệt sĩ tổ tiên lung liệt sĩ đỗ văn cam liệt sĩ đỗ duy thịnh liệt sĩ đỗ xuân anh liệt sĩ đỗ văn thục liệt sĩ đỗ văn bính liệt sĩ đỗ văn bích liệt sĩ trần văn cận tình vương đất chiến liệt thì vương đất thật hiệp chứ anh linh chiến sĩ trần văn vì nước hy sinh vì nước quên mình hy
thì xin đường pháp lực trở về. Chừng thì đã pháp hương quê nghe kinh giải thoát biết bàn an vui điều đường chính Nam Lào quê lục An Hà Bắc đại võ đàn tiền tinh hóa nghe kinh thủ tài hướng tình siêu tinh tinh đồ giờ này đây xin các ông liệt sĩ linh thiêng thiêng hiện trở về đạo trang có tái hương thực khó trị cho gia đình các anh ông liệt sĩ âm hình viên thuộc đoàn viên trên phần dưới ở trong ẩm ngoài em viên lần đêm đến viên dự xóa đi giá đạo an khang thân tâm thương lạc các con các chỗ học hành ngoan ngoãn thành tài thành nhân giúp ích trong cổ quốc nhân dân ta tận ba quê hương phồn thịnh an bao tòa điều văn đọc lên nên đọc rồi đôi lời triệu thỉnh đã quan lâm xin đến nơi đây chứng thành tình sơ lễ kính mời đôi chén ngọc đàn hoa ngồi đã thủ nghe kinh vừa rồi không đứng giữa không đứng giữa vừa rồi triệu thỉnh đã quan lâm nay có điều văn đối tài an tiền quyền đọc
trang phúng vì chiến sĩ anh linh. Kính thưa quý vị hương linh, quý vị là cha chúng tôi, là mẹ chúng tôi, là anh trai chúng tôi, là chị gái chúng tôi. Trong cơn binh lửa, trong cảnh tao loạn, quý vị đã bỏ lại hình hài của quý vị mà đi. Chúng tôi thật sự xót xa với sự ra đi của quý vị. Quý vị đã chiến đấu dũng cảm cho đất nước và đã hy sinh một cách hào hùng, không hề thương tiếc thân mạng. Chúng tôi rất hạnh diện vì quý vị, nhưng quý vị đã bỏ mình trong những hoàn cảnh bi thương, nỗi oan khổ không thể nào nói lên hết được. Trên rừng sâu, trong biển cả, nơi chốn tù đầy, chết vì bom đạn hoặc vì kiệt sức hoặc vì bị bức bách sát hại, mà không đủ phương tiện chống cự lại, có biết bao nhiêu quý vị đã ngã quỵ mà nắm xương tàn, không biết đang chôn vùi nơi đâu. Những tai ương mà đất nước và dân tộc ta đã phải chịu đựng trong bao nhiêu năm tranh đấu cho độc lập và cho tự do, chính quý vị là người phải gánh chịu nhiều nhất. Chúng tôi hôm nay những người thân thuộc đồng đội và đồng bào của quý vị hôm nay tới đây thiết lập đàn tràng thắp nén hương tưởng niệm quý vị. Trong chúng tôi cũng còn có những người tiếp tục gánh chịu oan khổ, nhưng may thay cơn ác mộng đã qua, đất nước đã hòa bình, dân tộc đang có cơ hội xây dựng kiên thiết phồn vinh. Nhờ phúc đức tổ tiên, chúng tôi hôm nay dù đang làm việc và sinh sống nơi đất khách, nửa vòng trái đất cũng có cơ hội cùng nhau hướng về quý vị, chắp tay nguyện cầu tam bảo, nhờ pháp lực gia trì thỉnh cầu tất cả quý vị trở về đoàn tụ, cùng nhau cầu nguyện giải trừ tất cả oan nghiệp đã qua, nhìn lại nhau thương lấy nhau trong nghĩa đồng bào, cùng nhau xây dựng nền hòa bình cho dân tộc, giữ gìn truyền thống bảo vệ non sông ngàn đời bền vững. Lạy chư vị tổ tiên huyết thống và tổ tiên tâm linh, trước mặt quý vị chúng tôi phát nguyện rằng dù ở nơi đâu, dòng máu dân tộc Việt trong chúng tôi vẫn tràn đầy,
chúng tôi nguyện đoàn kết một lòng, sống cho thật ý nghĩa vun đắp và xây dựng đất nước và cộng đồng bằng tình thương và trí tuệ, để cùng nhau nêu cao tinh thần dân tộc, đạo đức của tổ tiên và ý chí anh hùng của quý vị để lại. Nguyện chư Phật tổ tiên trên cao chứng giám đưa đường chỉ lối cho con cháu chúng con bây giờ và mãi.
văn kinh hoàng mang pháp sự chú viên. Đại chúng kiền thiền lễ thành tam ma văn. Kiền thanh thấy phương tình độ trung gương hoàng mà liên hoa vi phù màu. Hoa khai kiếm và ngộ vô thế văn thoái bồ tát biên vạn lượng. Chư vị khách quý cùng toàn thể pháp hội đạo tràng, khóa lễ kỳ siêu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trong ngày 30 tháng 7 dương lịch 2023 đã hoàn thành viên mãn phần tâm linh. Giờ đây tiếp tục chương trình, kính mời ban tổ chức và bộ phận MC tiếp tục chương trình. Và một lần nữa kính chúc quý vị khách quý, toàn thể quý cô chú, quý bác và các hội đoàn đến lãnh đạo đầu ngành có thật nhiều sức khỏe, tiếp tục gắn bó với tất cả những vị cựu chiến binh để cùng nâng cao cái ngọn cờ dân tộc đoàn kết yêu thương nhau. Xin chúc đại chúng được hạnh phúc và an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin được đa tạ thượng tọa các đại đức và tất cả các chư tôn Phật tử. Như vậy là vua cũng cầu siêu đã được hoàn thành. Chúng ta cũng biết là rất đông các liệt sĩ đã về đây để mà cùng hưởng những cái phúc đức của gia đình, của người thân và luôn luôn nhớ đến các liệt sĩ đã hy sinh. Thay mặt cho ban tổ chức, xin được cảm ơn và đa tạ sự quan tâm của các đại đức. Sau đây thì tôi xin mời đại diện Đại sứ quán Việt Nam và Ban công tác cộng đồng lên để dâng hương cho các liệt sĩ. Xin mời anh Huyên, anh Tân đi cùng với đại diện Đại sứ quán Việt Nam và các cộng đồng lên dâng hương cho các liệt sĩ. Xin mời anh Cường và anh Tấn vào trong khu vực sân khấu. Dạ. Xin mời quý vị đi lên để dâng hương cho các liệt sĩ. Chúng tôi xin mời các quay phim, các nhà quay phim, các nhà nhiếp ảnh hãy ghi lại những tấm hình này để chúng ta chứng kiến sự quan tâm của Đại sứ quán Việt Nam đến cộng đồng chúng ta và cũng như là lời tri ân sâu sắc nhất của cộng đồng chúng ta đến cơ quan đại diện nhà nước Cộng hòa Xã hội Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức. Xin cảm ơn cơ quan đại diện. Sau đây xin mời hội cựu chiến binh nghĩa đình Ban Liên Quốc, ông Nguyễn Chí Nghĩa, ông Nguyễn Quốc Hùng và các thành viên đến để dâng hương cho các liệt sĩ. Sau hội cựu chiến binh nghĩa đình Ban Liên Quốc, xin mời hội cựu quân nhân Việt Nam rắc đèn An Hai, ông Đinh Đức Bình chuẩn bị cùng với phái đoàn của mình lên dâng hương cho các liệt sĩ. Xin mời hội cựu chiến binh Berlin của Ban Liên Quốc.
xin được đa tạ hòa thượng và các đại đức. Xin mời hội cựu chiến binh Việt Nam tại Nguyên. Sau hội cựu chiến binh rất bé lên Van Den Bosch này đến hội cựu chiến binh Việt Nam tại Giáp Giềng An Hai, các đồng chí chủ nhiệm. Và sau hội cựu chiến binh Giáp Giềng An Hai thì xin mời hội người cao tuổi và công dân văn hóa Việt của ông Lê Xuân Đính và các thành viên đến chúng ta dâng hương cho các liệt sĩ. Đề nghị các hội đoàn chúng ta đến dâng hương cho các liệt sĩ. Đề nghị các đồng chí khi tôi đọc tên thì các đồng chí xứng ở phía sau để chúng ta bố trí thời gian đã được thật khớp ạ. Xin cảm ơn các đồng chí. Xin được kính mời hội cựu chiến binh Việt Nam tại Giáp Giềng An Hai do ông xin mời hội cựu chiến binh Vét Giáp Giềng Lương Văn Tất Thắng làm trưởng đoàn. Chúng ta có thể đến dâng hương các liệt sĩ sau hội. Xin mời các đồng chí hội cựu chiến binh Vét Giáp Giềng. Xin mời các đồng chí hội cựu chiến binh Vét Giáp Giềng ở đâu ạ? Xin mời hội không gian văn hóa Việt và hội người cao tuổi đã có mặt với ông Lê Xuân Đính ạ. Mời các đồng chí đứng ra giữa này. Chúng ta có thể một đại diện lên tháp ạ. Một đại diện lên tháp ạ. Cái tâm của chúng ta, tâm linh của chúng ta là tốt. Chúng ta có đại diện của hội đoàn lên tháp cũng được. Dạ. Xin cảm ơn các quý vị. Sau hội người cao tuổi và công dân văn hóa Việt, tôi xin mời hội đồng hương Nam Định đã có mặt với ông Đức. Chúng ta lên dâng hương cho các liệt sĩ. Tất cả chắp tay lên nào. Anh Cường đứng lên. Xin được cảm ơn anh các chị. Xin mời hội đồng hương Nam Định không văn hóa với ạ. Và hội đồng hương Nam Định ạ. Hội đồng hương Nam Định chuẩn bị và hội đồng đội 4971 tại Việt Nam do ông Phạm Hữu Giao và các thành viên chuẩn bị đến dâng hương cho các đại sĩ. Chúng tôi xin kính mời hội đồng hương Thái Bình tại cộng hòa Liên bang Đức, anh Minh Đan và các thành viên của mình chuẩn bị. Sau hội đồng hương Thái Bình, chúng tôi xin mời câu lạc bộ Mậu Thân 68 tại cộng hòa Liên bang Đức và Nguyễn Hải Vân và các cộng sự của mình chuẩn bị lên thắp hương cho dâng hương cho các đại sĩ. Sau câu lạc bộ của 68 của Liên Hợp Quốc, chúng tôi xin mời hội Từ Thiện Sen Vàng, Từ Thịnh và Dương Thị Minh Ngọc và các
Thế tôi xin kính mời hội đồng đội 4971 tại Việt Nam, ông Phạm Hữu Giao từ Việt Nam sang bên này lên dâng hương cho các nghệ sĩ. Xin cảm ơn các đồng đội. Ở đây là hội đồng hương Hà Tĩnh lên để thắp hương và dâng hương dâng hoa cho các linh hồn liệt sĩ. Xin mời câu lạc bộ. Rồi xin cảm ơn hội đồng hương Hà Tĩnh. Câu lạc bộ Mậu Thân 68 tại cầu Long Đức. Xin được cảm ơn hội đồng hương Thái Bình tại cầu Hòa Leo Phong Đức, hội từ Sen Vàng, cảm ơn. Thế tôi thì xin được kính mời cư sĩ Bích Ngọc. Cư sĩ cư sĩ Bích Ngọc đại diện cho chùa Đồng Tâm thành phố Air Force để dâng hương cho các nghệ sĩ. Chúng tôi xin được kính mời hội đồng hương Ninh Bình ông Vũ Văn Cường, hội cựu chiến binh Ukraine ông Nguyễn Văn Loan và hội người Việt Nam tại Cốt Bước và vùng phụ cận, các vị chuẩn bị để lên dâng hương cho các nghệ sĩ. Xin được tri ân công đức. Xin kính mời hội đồng hương Ninh Bình. Tôi xin kính mời hội người Việt Nam tại thành phố Phước Quốc và vùng phụ cận, Hoài Nguyên, Đăng Khoa làm trưởng đoàn lên dương hương cho các nghệ sĩ.
Xin được cảm ơn quý vị, xin cảm ơn. Chúng tôi xin kính mời tất cả các thân nhân của gia đình thương binh liệt sĩ và các thương bệnh binh hiện nay có mặt ở trong hội trường. Chúng ta không thuộc hội đoàn nào đến dự lễ cầu siêu ngày hôm nay, chúng ta có thể lên thắp hương, dâng hương và tưởng niệm đến các liệt sĩ. Xin mời các quý vị. Nó có là thiếu sót của ban tổ chức, xin quý vị lượng thứ, bởi vì chúng tôi chuẩn bị chỉ có 5 bó nhang thôi. Chúng tôi cũng nghĩ là được phép ở đây thắp nhang nhiều như vậy, bởi vậy mà quý vị thật sự không cảm của ban tổ chức. Và thôi, ta không có nén nhang cầm ở tay, ta có nén nhang lòng để chiên đối với những người thân cận của mình đã ngã xuống vì Tổ quốc Việt Nam sôi sục nghĩa trong tất cả các thời. Xin được ta chào quý vị. Thank you.
xin được cảm ơn. Chúng tôi xin mời ban tổ chức và hội Tân Trào, đây là người cuối cùng ngày hôm nay trong khán trường này, để hội Tân Trào cũng được sự đồng ý của Hội Cựu Chiến binh Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức đã tổ chức ngày hôm nay lễ tưởng niệm và cầu siêu liệt sĩ. Chúng tôi xin mời hội ban chấp hành hội Tân Trào, ban tổ chức và những người thuộc hội Tân Trào chúng ta lên thắp một nén nhang để dâng hương cho các liệt sĩ ngày hôm nay, những người đã xả thân vì đất nước, những người đã xả thân vì sự bình an của chúng ta ngày hôm nay. Chúng tôi xin mời ông Vũ Căng, hội Tân Trào và đồng đội. Ich bitte Sie auf den mit dem Tân Trào Verein alles vorne eine kleine Hessensfest über diese Soldaten, über die Vietnamesen, Vietnamese, die das Volk besiegen haben bis heute. Dankeschön. Xin được trân trọng cảm ơn. Vielen Dank. Ich habe dann gedacht, dass dieses Programm, was Sie von Anfang an bis jetzt gehört hatte, vielleicht haben Sie nicht 120 verstehen, aber die Seele und das Herz, die bleibt wie immer. Vielen, vielen Dank. Bleiben Sie sehr gesund und wir bleiben in langer, langer Kontakt. Ja, danke schön. Vielen, vielen Dank, Dankeschön. Wir wünschen alles Gute und gesund bleiben. Wir machen jetzt eine kleine Pause, also chúng ta có thể nghỉ 10 phút để cho chương trình của chúng ta sẽ bắt đầu. Tôi muốn đề nghị các bộ phận kêu in về vị trí. Mọi người xin kính mời các người giúp các vị trong ban tổ chức chúng ta dọn giúp chúng tôi dọn bàn thờ chiêu vị để định về phía sau.